Hơn 500 cán bộ, hội viên các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã tham gia lớp tập huấn kiến thức về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay. Buổi tập huấn do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức. Tham gia tập huấn chuyên đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong giai đoạn hiện nay, cán bộ hội viên phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh được giảng viên Trường Đại học An ninh Nhân dân thông tin về tình hình kinh tế chính trị của đất nước và quốc tế trong năm 2022. Đồng thời, được cung cấp những nội dung kiến thức cơ bản của nghị quyết số 35/2018 của Bộ Chính trị, vai trò của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong giai đoạn hiện nay. Thông qua lớp tập huấn, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp được bổ sung kiến thức, kỹ năng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong giai đoạn hiện nay, qua đó góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,